Đây bên đây thì con cái mấy con giá của ếch ớt nha. Lô nào tính lô đó nè con. Lô này là ếch 90 bả dê nè. Có 90 bả dê 7 triệu. Đây cái đầu nổ ếch 90 bả dê 7 triệu. Đây ếch 90 bả dê. Lô nào tính theo lô đó nè con. Ở con này còn đẹp nè. Em tươi nè. Có 90 bả dê 7 triệu. Khá được các bà con. Lô nào về tính lô đó nè con. Cái này là bán, ta bán ở Bình Chánh Sài Gòn nha. Bán tại Bình Chánh Sài Gòn. Ủa con này còn đẹp nè, chưa chùi rửa, chưa chảy lóc chứ còn đẹp nữa không? Ồ, còn đẹp. Mày rửa đẹp nữa con, còn nguyên xi nó vậy nè. Ở đó 90 bả dê. Con này chắc chạy chắc rồi. 7 triệu. Ừ, khá được nè, đầu đèn đuốc đầy đủ nè. Còn đây, hết 70. 6 triệu. Ngoài đẹp quá nha. Ớt 70 6 triệu nha. Trắng đẹp rồi con. Quá đẹp rồi. Trắng là đẹp á. Ớt 70 6 triệu. Đẹp. Được được. Còn đây ớt 80 6 triệu rưỡi. Lô nào tính tiền lô đó nè con. Nếu quay lô nào tính tiền lô đó thôi. Đây ớt 80 bả dê 6 triệu rưỡi. Con này đẹp nè. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha. 088 635 6707. Đây là ớt 90 luôn 7 triệu. Đây ớt 90 bả dê 7 triệu. Lăn rồi, máy lăn là ok. Máy này chưa chùi rửa mà con. Con về tự chùi rửa nha. Ớt 90 7 triệu. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha. 088 635 6707. Lô nào tính tiền lô đó nha bà con. Đây là ớt 90. Đây là ớt 80. Ớt 90 á là 7 triệu. Ớt 80 á là 6 triệu rưỡi. Ớt 70 á là 6 triệu. Đây, ớt 90 bả dê 7 triệu. Nhưng mà khá đẹp. Bán tại bến lức lớn tại Bình Chánh nha bà con. Con mua tới Bình Chánh luôn. Ớt 90 bả dê 7 triệu, ớt 80 bả dê 6 triệu rưỡi, ớt 70 bả dê 6 triệu, bán tại Bình Chánh. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha. 088 635 6707.